Trước khi vào tiết học, cô mời bạn chủ tịch hội đồng tự quản lên cho lớp khởi động. Cầm. Để không khí lớp lên sôi nổi, cả lớp cũng muốn chơi trò chơi không nào? Có! Trò chơi của mình mang tên Học Và Bí Mật. Luật chơi như sau: khi bạn quản cao lên bắt nhịp cho cả lớp hát, cả lớp sẽ hát theo và truyền học quà đi. Khi bài hát kết thúc, bạn nào cầm hộp quà trên tay sẽ trả lời câu hỏi được giấu trong hộp quà. Nếu trả lời đúng sẽ nhận được hộp quà, nếu trả lời sai sẽ nhường quyền trả lời cho bạn khác. Cả lớp đã rõ luật chơi chưa nào? Rồi. Mời bạn trưởng ban văn nghệ lên bắt nhịp cho cả lớp hát. Mình thấy câu trả lời của bạn đó rất đúng và to và rõ ràng, không bị vấp. Mình mời bạn Hưng. Em xin ý kiến của cô giáo. Cô cảm ơn con, cô mời con về chỗ. Cô thấy bạn Trúc đã trả lời to, rõ ràng và đúng nội dung của câu hỏi. Phần quà đã thuộc về bạn Trúc rồi, cả lớp vỗ tay chúc mừng bạn. Ở tiết học trước, chúng ta đã biết cách thực hiện phép cộng, phép trừ phân số. Vậy phép nhân phân số chúng ta thực hiện như thế nào? Hôm nay cô và trò chúng mình sẽ vào bài học phép nhân phân số. Cô giáo mời dãy bạn Diệp đọc nối tiếp tên bài học. Thưa cô, bài toán hôm nay chúng ta học là phép nhân phân số. Thưa cô, bài toán hôm nay chúng ta học là phép nhân phân số. Thưa cô, bài toán hôm nay chúng ta học là phép nhân phân số. Thưa cô, bài toán hôm nay chúng ta học là phép nhân phân số. Thưa cô, bài toán hôm nay chúng ta học là phép nhân phân số. Thưa cô, hôm nay chúng ta là phép nhân phân số. Bài học hôm nay sẽ giúp các con nhận biết được phép nhân phân số và cách thực hiện phép nhân phân số. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ. Cô mời bạn Kiên đọc to ví dụ cho cả lớp nghe. Trường đọc tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 4/5m và chiều rộng 2/3m. Cô cảm ơn con. Cả lớp hãy đọc thầm đề bài và cho cô biết bài toán cho biết gì và bài toán yêu cầu gì. Cô mời Khánh nào. Bài toán cho biết hình chữ nhật có chiều dài là 4/5m và chiều rộng là 2/3m. Đề bài yêu cầu tính diện tích hình chữ nhật. Cô mời bạn khác nhận xét nào. Cô mời Tùng. Con cô, bạn trả lời đúng rồi ạ. Cô mời con nhắc lại. Con cô, đề bài cho hình chữ nhật có chiều dài 4/5m và chiều rộng 2/3m và đề bài yêu cầu tính diện tích hình chữ nhật. Cô cảm ơn con trả lời tốt lắm. Vậy muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm như thế nào? Cô mời con. Con và cô muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo ạ. Con trả lời đúng rồi đấy. Vậy bạn nào có thể nêu được phép tính để tính diện tích hình chữ nhật trên? Cô mời Lan nào. Cô phép tính để tính diện tích hình chữ nhật trên là 4/5 nhân 2/3. Nhận xét câu trả lời của bạn nào. Cô mời Khánh. Em thưa cô, bạn trả lời đúng rồi ạ. Con có thể nhắc lại được không? Phép tính diện tích hình chữ nhật trên là 4/5 nhân 2/3. Cô cũng nhất trí với câu trả lời của bạn. Để tính diện tích của hình chữ nhật trên, ta thực hiện phép tính 4/5 nhân 2/3.
Cô mời bạn nhắc lại. Cô mời Phong nào. Cô bảo để tính phân tính trên ta lấy 4,5 nhân 2/3. Cô cảm ơn con, mời con ngồi xuống. Các con quan sát vào phép tính 4/5 nhân 2/3. Con có nhận xét gì về phép tính 4/5 nhân 2/3? Cô mời Ngọc nào. Dạ con, cô phép tính 4/5 nhân 2/3 là phép tính nhân 2 phân số ạ. Con giỏi lắm. Đây chính là phép nhân 2 phân số. Vậy để thực hiện phép nhân 2 phân số này như thế nào? Cả lớp hãy cùng quan sát lên, nghe cô hướng dẫn. Để tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 4/5m và chiều rộng 2/3m, chúng ta phải dựa vào hình vuông có cạnh 1m như hình bên. Bạn nào cho cô biết diện tích của hình vuông là bao nhiêu? Cô mời con. Thưa cô, diện tích của hình vuông là 1 × 1 bằng 1m². Nhận xét câu trả lời của bạn. Cô mời Phong. Cô mà trả lời đúng rồi. Con nhắc lại. Cô trả lời diện tích hình vuông bằng 1 × 1 bằng 1m². À, con trả lời tốt lắm. Diện tích của hình vuông là 1m². Vậy hình chữ nhật có chiều dài 4/5m. Tức là trên cạnh hình vuông 1m cô chia thành 5 phần bằng nhau. Cô lấy 4 phần, vậy cô được phân số 4/5m. Diện tích hình chữ nhật có chiều rộng 2/3m. Cô chia cạnh hình vuông thành 3 phần bằng nhau. Cô lấy 2 phần, vậy cô được phân số là 2/3m. Kéo dài các vạch chia ra, cô được các ô bằng nhau của hình vuông. Diện tích hình chữ nhật màu xanh cũng chính là diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 4/5m và chiều rộng 2/3m. Các con hãy quan sát vào hình vuông và cho cô biết hình vuông này có tất cả bao nhiêu ô. Cô mời Hoài nào. Cô, hình vuông này có tất cả 15 ô. À, cô cảm ơn con. Cô mời Hưng nhận xét nào. Cô câu trả lời của bạn đúng rồi. À, vậy làm cách nào để con ra được kết quả đó? Con là hình vuông này chia làm 3 hàng, mỗi hàng có 5 ô thì con lấy 3 nhân 2 bằng 15 ô. Bạn Hương trả lời rất tốt rồi đấy. Các con hãy thưởng cho bạn một tràng pháo tay nào. Hình vuông có diện tích là 1m², được chia thành 15 ô bằng nhau. Vậy diện tích của một ô là bao nhiêu? Cô mời Thanh nào. Con trả lời tốt lắm. Diện tích của một ô chính bằng 1/15m². Cả lớp tiếp tục quan sát vào hình chữ nhật màu xanh và cho cô biết hình chữ nhật màu xanh này có tất cả bao nhiêu ô. Cô mời Nam. Hình chữ nhật màu xanh này có tất cả 8 ô. Nhận xét câu trả lời của bạn Nam nào. Cô mời Minh Anh. Vậy con có thể tìm diện tích hình chữ nhật màu xanh này không? Không, con diện tích hình chữ nhật màu xanh này là 8/15m². Cô cũng đồng ý với ý kiến của con. Diện tích hình chữ nhật màu xanh này chính là 8/15m². Vậy 8/15m² này cũng chính là diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 4/5m và chiều rộng 2/3m. Và cũng chính là kết quả của phép nhân 4/5 nhân 2/3 bằng 8/15. Tuy nhiên không phải với phép tính nào chúng ta cũng thực hiện dựa vào hình vẽ thì rất là phức tạp đấy. Vậy làm cách nào để thực hiện được phép nhân 4/5 nhân 2/3? Chúng ta cùng tìm hiểu phép nhân 4/5 nhân 2/3. Dựa vào kết quả vừa tìm được là 8/15, có tử số là 8 và có mẫu số là 15. Con có nhận xét gì về tử số của phân số 4/5 và 2/3 với tử số của phân số 8/15? Cô mời Phong. Dạ, cô con thấy 8 chính bằng 4 nhân 2. Cô cảm ơn con. Cô mời Hiền nhận xét câu trả lời của Phong. Cô bạn trả lời đúng rồi ạ. À, cô cũng nhất trí với ý kiến của hai bạn. 4 chính là tử số của phân số thứ nhất. Nhân với 2 chính là tử số của phân số thứ 2.
tức là 4 nhân 2 bằng 8. Vậy con có nhận xét gì về mẫu số của phân số trên? Cô mời Lan. Thưa cô, con thấy 15 chính bằng 53. À, con trả lời tốt lắm. 5 chính là mẫu số của phân số thứ nhất, nhân với 3 chính là mẫu số của phân số thứ hai, tức là 5 nhân 3 bằng 15. Vậy kết quả của phép tính 4 phần 5 nhân 2 phần 3 là bao nhiêu nhỉ? Cô mời Phạm Trúc. Kết quả của phép tính 4 phần 5 nhân 2 phần 3 là bằng 8 phần 15 ạ. Con trả lời tốt lắm. Vậy để thực hiện phép nhân 4 phần 5 nhân 2 phần 3, ta làm như sau. Cô lấy tử số của phân số thứ nhất nhân với tử số của phân số thứ hai, tức là 4 nhân 2 trên mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai, tức là 5 nhân 3, và cô được kết quả là 8 phần 15. Vậy cô mời một bạn nhắc lại cách thực hiện phép nhân phân số 4 phần 5 nhân 2 phần 3. Cô mời Ngọc nào. Dạ, con thưa cô. Phép tính 4 phần 5 nhân 2 phần 3 bằng 4 nhân 2 trên 5 nhân 3 bằng 8 phần 15 ạ. Cô cảm ơn con. Cô mời một bạn nhắc lại. Cô mời Ly nào. Cô, 4 phần 5 nhân 2 phần 3 bằng 4 nhân 2 trên 5 nhân 3 bằng 8 phần 15. À, cô cảm ơn con. Cô mời bạn Phạm Trúc nào. 4 phần 5 nhân 2 phần 3 bằng 4 phần nhân 2 trên 5 nhân 3 bằng 8 phần 15. Cô cảm ơn con. Con trả lời to rõ ràng rồi đấy. Qua cách thực hiện ví dụ trên, vậy bạn nào cho cô biết khi thực hiện phép nhân phân số ta làm như thế nào? Cô mời Thịnh nào. Thưa cô, khi thực hiện phép nhân phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Cô mời một bạn nhận xét câu trả lời của Thịnh. Cô mời con. Con thưa cô, bạn trả lời đúng rồi ạ. Con có thể nhắc lại. Thưa cô, 4 nhân 2 phân số, ta lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số. À, cô thấy bạn Diệp đã trả lời đúng, nhưng bạn nói còn hơi nhỏ. Cô mời một bạn nhắc to hơn bạn Diệp nào. Cô mời Hoài. Thưa cô, 4 nhân 2 phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Ừ, cô cảm ơn con. Đây cũng chính là quy tắc để thực hiện phép nhân 2 phân số. Cô mời một bạn đọc quy tắc trên bảng. Cô mời Kiên. Em Kiên đọc 4 nhân 2 phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Quy tắc này cũng chính là phần in đậm trong sách giáo khoa, trang 132. Cô mời cả lớp mở sách giáo khoa trang 132. Các con hãy để ngay ngắn sách vở. Cô mời dãy bạn Ngân đọc to phần in đậm trong sách giáo khoa. Tôi không học bài. 4 nhân 2 phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Tôi không học bài. 4 nhân 2 phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Tôi không học bài. 4 nhân 2 phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Cảm ơn các con. Vận dụng quy tắc trên, chúng ta hãy cùng đi vào phần thực hành luyện tập.
cô mời các bạn trong ban học tập xuống góc học tập lấy phiếu học tập để phát cho các bạn. Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu bài tập 1. Cô mời một bạn đọc to nội dung bài tập 1. Cô mời Tùng. Con thuộc bài 1 lấy A 4 phần 5 nhân 6 phần 7 B 2 phần 9 nhân 1 phần 2 C 1 phần 2 nhân 8 phần 3 D 1 phần 8 nhân 1 phần 7. Cô cảm ơn con, mời con ngồi xuống. Bài 1 yêu cầu gì? Cô mời con. Cô cảm ơn con. Bạn nào xung phong làm vào phiếu nhóm? Cô mời Hương nào. Cô mời Hiền nào. Cả lớp chúng mình cùng làm bài tập 1 vào trong phiếu học tập. Cô mời bạn Hưng mang bài lên trình bày. Cô cảm ơn con, cô mời con về chỗ. Các con vừa theo dõi bạn Hưng trình bày bài làm của mình. Vậy bạn nào có nhận xét gì không? Cô mời Kiên. À, cô cảm ơn con, cô mời con ngồi xuống. Phần B, 2 phần 9 nhân 1 phần 5 bằng 2 nhân 1 trên 9 nhân 2 bằng 2/18. Mặc dù bài toán này không yêu cầu các con rút gọn, nhưng khi các con tìm ra kết quả, chúng ta nên rút gọn về phân số tối giản. Cô mời một bạn đứng lên rút gọn kết quả của phần B. Cô mời Hiền nào. Con nêu cách làm để rút gọn. À, bạn trả lời đúng rồi đấy. Rút gọn phân số 2/18, ta được phân số 1/9. Các con lưu ý, khi chúng ta thực hiện phép nhân tính ra kết quả,
Thì ba kết quả này có thể rút gọn được thì các con nên rút gọn kết quả này về phân số tối giản. Cô mời bạn Hiền lên trình bày bài làm của mình. Con xin trình bày bài làm của mình. 1 phần 2 nhân 8 phần 3 bằng 1 nhân 8 trên 2 nhân 3 bằng 8 phần 6. Con rút gọn thành 4 phần 3. 1 phần 8 nhân 1 phần 7 bằng 1 nhân 1 trên 8 nhân 7 bằng 1 phần 56. Cô cảm ơn con, mời con về chỗ. Các con có nhận xét gì về bài làm của bạn Hiền nào? Cô mời Ngọc. Cô, bạn là chú, bạn trả lời, bạn trình bày to và rõ ràng. Cô cảm ơn con. Cô muốn nghe ý kiến của bạn khác nào? Cô mời Phong. Con cũng đồng ý kiến của bạn nào. À, cô cảm ơn con. Và cô cũng đồng ý với ý kiến của các con. Và đây chính là kết quả đúng của bài tập số 1. Các con hãy đối chiếu với bài làm của mình nào. Những ai có kết quả đúng với bài tập trên? À, cô thấy cả lớp mình làm bài rất tốt. Các con đã biết áp dụng cách thực hiện phép nhân phân số vào làm bài tập. Cô thưởng cho cả lớp một tràng pháo tay. Vậy khi thực hiện phép nhân hai phân số ta làm như thế nào? Cô mời Chi nào. Thực hiện phép nhân hai phân số là lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Con trả lời tốt lắm. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập 2. Cô mời bạn đọc cho cô nội dung bài tập 2. Cô mời Diệp nào. Cô bài 2 rút gọn từ tính. A. 2 phần 6 nhân 7 phần 5. B. 11 phần 9 nhân 5 phần 10. C. 3 phần 9 nhân 6 phần 8. Cô mời bạn nhắc lại to hơn. Cô mời Lan nào. Cô cảm ơn con. Cô cảm ơn con. Bài tập này yêu cầu gì? Cô mời Thanh. Cô cảm ơn con. Các con lưu ý, bài tập này có hai yêu cầu. Yêu cầu một là rút gọn và yêu cầu thứ hai là tính. Các con nghe rõ chưa nào? Rồi à. Vậy ai có thể xung phong làm bảng nhóm? Cô mời Trúc nào. Cô mời Khánh nào. Cả lớp chúng mình cùng tiếp tục làm bài 2 trên phiếu học tập.
Thời gian làm bài đã hết, các con dừng bút và chú ý quan sát lên bảng. Đây là bài làm của bạn Gia Khánh và đây là bài làm của bạn Phạm Trúc. Các con hãy quan sát và nhận xét về bài làm của hai bạn. Cô muốn nghe ý kiến của các con nào? Cô mời bạn Ly. Thưa cô, bạn Khánh bạn làm đúng rồi ạ. Nhưng mà bạn Trúc chưa làm đúng, nhưng mà bạn vẫn chưa giúp bọn bài phân số tối giản trong phân số 3 phần 12. À, cô cảm ơn con trả lời tốt lắm. Con phát hiện rất đúng đấy. Cả lớp cùng thưởng cho bạn một tràng pháo tay nào. Cô mời bạn Phạm Trúc đứng dậy trình bày bài làm của mình. 3/9 × 6/8 = 1/3 × 3/4 = 1/3 × 3/4 = 3/12. Vậy phân số 3/12 đã là phân số tối giản chưa? Chưa. Vậy con có thể rút gọn phân số này về phân số tối giản không? Có. Con nên nêu cách rút gọn. 3/12, 3/3 = 1, 2/3 = 4. Kết quả là 4. Cô cảm ơn con. Các con lưu ý, khi chúng ta rút gọn rồi mà kết quả vẫn chưa là phân số tối giản thì các con phải rút gọn tiếp cho kết quả về phân số tối giản. Các con nghe rõ chưa nào? Rồi ạ. Và đây chính là kết quả đúng của bài tập số 2. Các con hãy đối chiếu với bài làm của mình và đổi chéo phiếu để kiểm tra bài của bạn. Các con ai có ý kiến gì không? Cô mời bạn Hoài nào. Thưa cô, con kiểm tra bài của bạn Phong. Câu B, bài 2 bạn Phong chưa giúp con. Trước khi tính nên kết quả của bạn ra 55/90. Cô cảm ơn con. Cô mời Phong đứng dậy đọc bài làm của mình. Thưa cô, đọc bài 1/9 × 5/1 = 11/5 × 9/1 = 55/90. Cô mời con nêu cách thực hiện bài làm của mình. Trong hai phân số này, phân số nào có thể rút gọn được? Con mời cô là phân số 5/10 có thể rút gọn được là 1/2. Con làm thế nào để rút gọn được phân số 5/10 bằng 1/2? Cô lấy 5 chia 5 = 1, 10 chia 5 = 2. Nhưng con rút gọn được là 1/2. Cô mời Phong trình bày tiếp. Cô 11/1 × 9/2 bằng 11/18. Và Phong lưu ý, con phải đọc kỹ đề bài trước khi làm bài. Bài này yêu cầu chúng ta rút gọn rồi tính. Bạn nào cho cô giáo biết khi thực hiện phép nhân phân số ta làm như thế nào? Cô mời Ngọc nào. Thưa cô, khi thực hiện phép nhân phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Cô cảm ơn con. Để áp dụng phép nhân phân số trong giải toán của lời văn, cô trò chúng ta cùng chuyển sang bài tập 3. Cô mời bạn đọc to bài tập số 3. Cô mời em. Vô thể
hình chữ nhật có chiều dài 6/7 m và chiều rộng 3/5 m. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Cô cảm ơn con. Cô muốn nghe một bạn khác đọc to bài tập số 3 trong sách giáo khoa. Cô mời Ly. Thưa cô, một hình chữ nhật có chiều dài 6/7 m và chiều rộng 3/5 m. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Cô cảm ơn con. Bài toán cho biết gì và bài toán yêu cầu gì? Cô mời Khánh nào. Bài toán cho biết một hình chữ nhật có chiều dài 6/7 m và chiều rộng 3/5 m. Bài yêu cầu tính diện tích hình chữ nhật. Con trả lời tốt lắm. Bài toán cho biết một hình chữ nhật có chiều dài là 6/7 m và chiều rộng 3/5 m. Bài toán yêu cầu chúng ta tính diện tích của hình chữ nhật. Ai xung phong lên bảng? Làm vào bảng nhóm. Cô mời Hoài. Cả lớp chúng mình cùng làm trên phiếu học tập. Con xin trình bày bài làm của mình. Diện tích hình chữ nhật là đó là 6/7 × 3/5 bằng 18/35. Đơn vị mét vuông. Đáp số 18/35 mét vuông. Cô cảm ơn con. Cô mời con về chỗ. Bạn Hoài trình bày bài làm của mình. Vậy con có nhận xét gì về bài làm của bạn không? Cô mời Minh Anh. Bạn trình bày như thế nào? À, lần sau con nói to hơn một chút nhé. Cô mời con ngồi xuống. Cô muốn nghe ý kiến của bạn khác nào? Cô mời Hưng. Con thưa cô, ý kiến của bạn ạ. Thế con ra kết quả của hình chữ nhật này là bao nhiêu? Con thưa cô là con vuông cao là 18/35 m² ạ. Con làm cách nào để ra được kết quả đấy? Con thưa cô lấy 6/7 × 3/5 bằng 18/35 ạ. Con làm tốt lắm. Cô mời con ngồi xuống. Và đây chính là kết quả đúng của bài giải số 3. Các con hãy đối chiếu với bài làm của mình nào. Có bạn nào làm khác kết quả trên bảng không? À, như vậy cô thấy ở lớp mình làm bài rất tốt. Vừa rồi cô đã chấm bài của hai bạn, của bạn Ngọc và bạn Anh. Đây là bài làm của bạn Ngọc. Cô thấy bạn làm rất tốt, trình bày bài sạch sẽ. Tiếp tục, đây là bài làm của bạn Ánh. Cô thấy bạn làm bài cũng rất là tốt. Cả lớp vỗ tay khen thưởng hai bạn nào. Vậy muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm như thế nào? Cô mời Thịnh. Nếu cô muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy một bạn nhận xét câu trả lời của Thịnh. Cô mời Ngân. Thưa cô, bạn trả lời sai. Câu hỏi của cô là gì nhỉ? Cô hỏi muốn tính diện tích hình chữ nhật ta phải làm như thế nào. À, con có thể trả lời lại được câu hỏi. Thưa cô, muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng đơn vị đo. Cô cảm ơn con. Con trả lời rất tốt. Bạn Thịnh lưu ý nhá, con phải nghe rõ câu hỏi của cô để trả lời cho đúng với nội dung câu hỏi. Hôm nay chúng ta học bài gì nhỉ? Cô mời Nam. Hôm nay chúng ta học bài phép nhân phân số. Cô cảm ơn con. Vậy qua bài học hôm nay chúng ta nắm được nội dung gì? Cô mời Hưng. Con thưa cô, qua bài học hôm nay con biết được phép nhân phân số và cách làm phép nhân phân số ạ.
con trả lời đúng rồi đấy. Qua bài học hôm nay chúng ta sẽ biết được phép nhân phân số và biết cách thực hiện phép nhân phân số. Vậy muốn nhân hai phân số ta làm như thế nào? Cô mời Hiền. Cô cảm ơn con trả lời rất tốt. Hôm nay cô thấy cả lớp mình học bài rất là sôi nổi. Có nhiều em tích cực giơ tay phát biểu. Nhiều em trả lời to và rõ ràng. Cô khen cả lớp nào. Về nhà các con hãy thực hành đo những đồ vật có dạng hình vuông và hình chữ nhật. Sau đó dưới sự hướng dẫn của bố mẹ, anh chị, các con hãy chuyển số đo đó thành phân số rồi tính diện tích của các đồ vật đó. Các con nghe rõ chưa nào? Rồi ạ. Giờ học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô xin trân trọng cảm ơn các con.